ở loạt luân lưu khi gặp Jordan tại vòng 16 đội Asian Cup 2019. Đây là giải đấu mà bên cạnh sơ đồ chiến thuật quen thuộc 3-4-3, ông Paso cũng đã có thời điểm thử nghiệm đá với 4 hậu vệ. Đó cũng là một cách khi chúng ta có các trung vệ tốt bị chấn thương thì chuyển sang đá với 4 hậu vệ cặp trung vệ sang ngang. Và đó cũng là một sơ đồ chiến thuật giúp cho những cầu thủ như Xuân Trường hay là Tuấn Anh có cơ hội để phát triển, để họ đá theo kiểu như Pirlo vẫn chơi ở Juventus, ở AC Milan hay là đội Italia. Đội Việt Nam sẽ là những người đá trước trong loạt đá luân lưu. Người mở đầu cho đội bóng đỏ là tiền đạo Anh Đức. Anh Đức sẽ đối mặt với Victor Rum. Anh Đức người ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam ở King's Cup 2019. Anh Đức đến bây giờ đã có 12 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh Đức đá chìm và chính xác. Tỷ số bàn này là 1-0 cho Việt Nam. Cú đá rất chắc chắn của anh Đức. Mặc dù đối phương, thủ môn đối phương đã đoán đúng hướng, nhưng cú đá rất ổn định của anh Đức bằng mũi chính diện đã khiến cho lưới bị rung lên. Ông Park Hang-seo đã sử dụng một cầu thủ lão luyện, giàu kinh nghiệm cho cú đá mở đầu. Và chúng ta đã thành công. Cú đá đầu tiên của đội Curaçao sẽ thuộc về tiền đạo đã vào sân từ ghế dự bị Ben Sop. Ben Sop có 2 cơ hội trong 9 phút thi đấu chính thức nhưng đều bỏ lỡ. Và bây giờ là tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Ben Sop đã thành công với cách đá giống như anh Đức. Bóng đi ở tầm thấp sang phía bên trái của thủ môn. Pha thực hiện tự tin chính xác của Ben Sop. Cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan cho De Graafschap. Công Phượng quả đá thứ hai cho Việt Nam. Công Phượng và thủ môn Victor Rum. Công Phượng đã không chính xác ở quả đá của mình. Trong trận đấu thì Công Phượng đã có một pha đá phạt đưa bóng đi rất bổng. Và lần này thì bóng cũng đi quá bổng so với cầu môn. Hết sức đáng tiếc. Tỷ số phạt đền vẫn là 1-1. Công Phượng đã chơi tốt trong cả trận đấu với một phong cách mà chúng ta thấy ở anh tại Asian Cup 2019. Quả đá thứ hai của Curaçao. Quả đá của Anson Hoy. Hoy đã thực hiện chính xác quả đá của mình. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 nghiêng về Curaçao. Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Anson Hoy. Cầu thủ chỉ cao 1m69. Một lần nữa trong trận đấu này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước. Quả đá thứ ba của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng. Quả đá chính xác của Trọng Hoàng. Tỷ số của loạt đá luân lưu được cân bằng, nhưng đội Việt Nam đã đá trước một lượt. Trọng Hoàng đã đưa được thủ môn Victor Rum, thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Eupen. Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt. Trọng Hoàng rất biết giữ sức và là cầu thủ có kinh nghiệm.
đá quá tốt của cầu thủ đối phương. Và Lâm đoán đúng hướng nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó. Không, đó là cầu thủ vào sân thay người Antonia. Antonia là người vừa thực hiện quả phạt đền thành công cho Curaçao. Quả đá thứ tư của đội Việt Nam. Người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Tỷ số phạt đền được xem là 3-0. Một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong bóng Chelsea và một số người khác. Đàng Văn Lâm đang cố gắng tác động lên tâm lý của Leandro Bacuna. Các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu. Và bây giờ là Bacuna, ngôi sao sáng nhất của Curaçao, nhưng Bacuna đã thành công. Đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đàng Văn Lâm. Cao thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt. Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên cho đội Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Rất gọn ghé. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đoàn Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rung. Và thực hiện tự tin và hiệp hóc của Đoàn Văn Hậu, bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đàng Văn Lâm. Người đá quả thứ 5 cho đội Curaçao là Matteo Maria. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả năm quả đá của Curaçao đều thành công. Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường, tuy nhiên thật tiếc khi đá luân lưu chúng ta chỉ hỏng đúng một quả và Curaçao là đội vô địch King's Cup năm 2019. Cho dù không thắng những quả đá luân lưu, nhưng chúng ta cần phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam đã có một thành tích tốt ở giải đấu mang tính giao hữu này. Chúng ta đã chinh phục được những mục tiêu và chúng ta đã có một trải nghiệm có thể nói là rất quý giá khi đối mặt với một đội bóng có thứ hạng tốt hơn chúng ta rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là một đại diện đến từ Trung Mỹ, một phong cách thi đấu bóng đá hoàn toàn khác,